Trời, cái mặt của nó nhìn kỳ quá à. Ê, nó muốn mổ mình luôn ấy, sợ lắm. Nó, ê, mình đứng sát quá ấy, mình sợ lắm. Cảm giác giống như là nó muốn mổ mình luôn ấy. Nhìn cái mặt nó kên kên, sợ chưa? Một cặp luôn. Ôi, nó xù lông lên rồi, nó xù lông. Ôi, nó đang tiến sát lại mình này. Nó xù lông lên, sợ chưa? Trời, nhìn ghê quá à. Ôi, nó xù lông lên. Cái da cổ của nó gân ra kìa, che hết cả mắt cả mỏ luôn này. Thì cái mỏ mày ăn kiểu gì ta? Đó, mình đang đứng gần đây nha, nó đang muốn tấn công mình ấy, rất là nguy hiểm. Con này chắc khoảng mấy chục cân đấy. Mình nghĩ chắc cái con mà màu to mà xù nên là con đực ấy. Mình quay qua một cái ê, nó đòi tấn công mình, sợ chưa? Nó không sợ nha, mà nó cứ đòi lao vào mình ấy. Mình dí cái máy quay để được để vào trong cái này này để mình quay này, mà nó muốn tấn công mình luôn á. Con thỏ này đang ăn. Thôi, đi vô đi, đi vô các con ơi. Các con ơi, đi vô. Yêu chưa? Hôm nay còn tới không nhá. Ôi, anh Trường à, anh Trường anh ra đây luôn à? Đang hái táo mà cái bọn thỏ này nó tràn ra vườn luôn này. Về. Này. Hay vẫn thèm táo. Đây là cái bọn thỏ nó tròn tràn ra luôn. Ông ấy ăn. Thỏ. Ơi con ơi, con ơi. Đây là thỏ mẹ này. Thỏ mẹ đây. Ôi bọn này nó không sợ người ta ơi. Ê nó tông. Ôi nó tông vào người mình giật mình luôn ấy. Trời ơi sao nó tông cho người mình luôn. Anh Trường anh bảo lại bê hả? Sao mà bê được? Thôi về đi. Táo này táo chín rồi. Ăn được bụng luôn này, no quá, ngon quá. Đây này.